trùm momo.com, web chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7, top thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùmmomo.com để kiếm tiền nhé. Ây yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cá Quân. Và 6 ngày không ra video, mọi người chắc là mọi người cũng thắc mắc là mình làm gì mà không ra video đúng không nào. Thì trong 6 ngày đó mình có việc bận ấy, và việc bận của mình cũng không có ở gần nhà, cho nên là mình không có máy tính để làm video cho mọi người được. Thì bây giờ mình đã về tới nhà rồi và tiếp tục bây giờ thì ra video đều đều thôi. Thì có lẽ là mọi người cũng thắc mắc là nếu mà 6 ngày không leo tháp vô cực thì cái trình của Cá Quân sẽ như thế nào đúng không? Đúng đúng. Và hôm nay mình sẽ làm video này để giải đáp cái thắc mắc đó. Không leo tháp 6 ngày thì bây giờ leo có như cái con gà không? Thì thật ra là mình không biết con gà là con gì đâu nha mọi người. Mình không biết con gà con gì đâu. Thì trước tiên đi giải đáp thì bây giờ mình sẽ test cái nhân phẩm để cho mọi người xem nhá. Hộp con gà vàng này thì mình đã full bộ rồi, mình cũng không có hóng nó ra cái nữa đâu. Nhưng mà ra thì càng tốt để đổi ra mầm non đúng không nào? Đấy, chứ không ra toàn đồ ăn mình cũng không thích. Tại vì đồ ăn của mình có ăn bao giờ đâu. Đấy, toàn món ngon thôi nhưng mà mình đâu có ăn bao giờ, mình đâu có để con nhân vật của mình ăn đâu. Rồi, và không ra cái gì nha mọi người. Tiếp tục là hộp vịt này. Đây, hộp vịt ra cái gì đây? Ôi xời, ngon luôn, ra bộ đồ vịt mọi người ơi. Thế là chúng ta đã đang và lời mầm non nha mọi người nha. Rồi, ba kim cương này. Phát cuối, ra gì đây? Vậy là tổng được 4 kim cương 100 mầm non. Ok, quá là lời rồi nha mọi người. Vậy là mai chúng ta lại có mầm non để xài rồi. Còn tiếp theo là cái hộp bốc thăm vũ trụ này thì mình chưa được cái ba lô ấy, cho nên là bây giờ có cái vé free ấy thì mình chắc chắn là mình sẽ chọn vào cái hộp vũ trụ này nhá. Tại vì mình rất kết cái ba lô của cái hộp vũ trụ này luôn nhưng mà không ra mọi người ạ. Quả địa cầu, trời ơi, không ra mới đau lòng chứ, trong khi cái nick phụ của mình nhá, mở cái hộp này đúng một phát ra luôn. Rồi, thì vẫn hộp thư vẫn còn nha. Mình sẽ test nốt nhân phẩm của bên trong hộp thư này. Thì mình còn một hộp đá quý ấy, hộp đá quý may mắn ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ test nha. Được bao nhiêu đây? Ui, 30 đá quý luôn. Ui, xịn. Trời ơi, đây là lần thứ hai cái con nhân vật của mình được 30 đá quý cho mọi người nhá. Một lần thì mình có quay video nhưng mà mình lỡ xóa đi mất, không cho mọi người xem được. Nhưng mà lần này đã tái hiện lần thứ hai mọi người ơi. Trời ơi, hên quá, 30 đá quý vui vãi trưởng à. Còn bây giờ thì đi leo tháp nha mọi người ơi. Đấy, đi leo tháp để test cái trình độ cho nào. Rồi, đã ở trong campaign. Và trong 6 ngày mình không có cài điểm ấy, nhưng mà mình vẫn ở cái top 5 nha, vẫn chưa có ai vượt qua được cái top 5 của mình. Chẳng nghĩa mình lại lên top 400 chứ top 1, 2, 3 kia cài điểm ghê quá mọi người. Rồi bây giờ đi vào test thôi, bây giờ đi vào test trình thôi nào. Và hôm nay mình sẽ đi toàn trích khó nha, chứ mình không có đi trích dễ đâu mọi người ơi. Đi trích dễ thì nó không nói lên được tất cả những cái sự thuật trình của Cá Quân được mọi người. Tại vì mấy cái map dễ thì mấy cái map dễ hoặc là mấy cái trích dễ thì ai cũng đi được rồi đúng không. Bây giờ phải đi cái trích khó cơ thì chúng ta mới test trình một cách là công tâm nhất. Đây, và mình sẽ đi trích khó của map cam nha, xem như thế nào. Rồi, qua đi. Ui trời ơi, xịt luôn rồi. Ơi, pha đấy không xịt là qua rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi lại nha mọi người nha. Cố lên Cá Quân ơi, cố lên Cá Quân ơi. Nào, tiếp tục nè. Đây là một trích khó nhất. Rồi xong lại rớt tiếp. Lần thứ 3, quá tam ba bận. Đây là trích khó nhất của map cam. Rồi, lần này thì mình không có xịt nữa rồi. Và tiếp theo, mình sẽ đi trích khó của cái map số 4 này nha mọi người. Sẽ bỏ cái một cục đi. Sẽ bỏ một cục đi nha. Đây, nhảy luôn sang cục thứ 2 này. Ok luôn, xin luôn. Rồi xong luôn, lại phải đợi cái map đợi này, hơi mệt nha. Mình không thích gặp cái map đợi như thế này đâu, tốn thời gian lắm mọi người ạ. Rồi lên, vậy là mình lấy cái top 3 nha mọi người. Rồi map tiếp theo thì cái trích khó nó ở luôn cái map 1 này.
chúng ta sẽ không nhảy theo cái hình chữ U nữa và cứ thế mà nhảy thẳng thôi. Qua nè, ok. Đấy, nhưng bạn nào mà đi được như này thì cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là xịn luôn đấy. Đi solo mà đi được cái trích đấy thì coi như là win còn gì nữa. Tiếp theo lại là móc cam này, không biết lần này mình có bị rớt nữa không. Qua, ok. Vậy là lần này thì mình một phát ăn luôn nha mọi người, một phát ăn luôn cái map cam nha. Còn lại hai map cam nữa, hai map cam nữa chắc là map dễ sao ấy. Hai map cam, ở đúng rồi, hai map cam. Ôi toàn là map dễ mọi người ơi. Trận này thì mình vào khá là muộn đấy, cho nên mình không biết là mình sẽ lấy cái top mấy nữa. Top 5 chăng? Ok, vậy là cá quân top 6. Rồi, sang map tiếp theo, map này lại có map cam ạ. Và cái trích khó cũng ở cái map số 1 luôn. Đây. Rồi, qua. Tiếp theo này, lại phải thể hiện cái trình map cam. Trời ơi, giật màn hình hoài vậy cha nội. Nào, lần này có một phát ăn luôn không? Đó, ok, ok, ok. Rồi, mình đã qua được trích khó ở map cam nha. Và map 1 nha. Map này có trích khó không ta? Hình như là nó ở cái map số... À ừ, còn trích khó ở map số 5 nữa nha mọi người ơi. Giờ lên nè. Trích khó của map số 5 thì nó cũng bình thường thôi, chứ nó không khoai. Gọi là cái map bình thường ấy. Cùng đi đi. Ôi, bạn mình muốn đi cùng mình mọi người ạ. Cho nên là mình sẽ nhường bạn đó cái top nha. Mình sẽ nhường bạn này cái top nha mọi người ơi. Tại vì mình cũng không có quan trọng top ấy, cho nên là mình cho bạn này cái top kiểu là top dẫn đầu ấy, cho bạn ấy vui ấy mọi người à. Bạn này mới có 200 điểm thôi. Ok, mình lấy top 4. Rồi, cái map tiếp theo là trích khó sẽ nằm ở cái tầng số 3 và tầng số 5. Thì mấy hôm trước mình like ấy, cái lúc mà mình chưa bận ấy, mình có like và mình đi trích khó của map số 5, mọi người cứ bảo là mình hên xui. Trời ơi, và hôm nay mình sẽ cố gắng rồi chứng minh cái điều đó là không phải là hên xui nha. Mà trong khi là 6 ngày mình không động vào game nha mọi người nha, 6 ngày không động vào game, bây giờ mình sẽ đi trích khó ở map số 5 mà qua được thì chắc chắn nó không phải hên xui nha mọi người, nó phải gọi là kỹ năng nha. Trời ơi, mấy bạn xem like đừng có nói là mình hên xui cái map số 5 được không. Đây rồi, map số 5 đây rồi. Lên nào, lên nào, lên nào. Rồi, chuẩn bị tinh thần để đi trích khó này. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Rồi nhảy. Ok chưa, ok chưa. Còn bạn nào bảo là hên xui nữa không. Đây là 6 ngày mình còn không động vào tháp vô cực ấy nha. Rồi, thế thì mình lụng cái top 1 nha. Ok, top 1 là của cá quân. Rồi, map tiếp theo. Map tiếp theo thì trích khó nó nằm ở cái tầng số... Số mấy ta? Số 2 thôi, còn mấy cái map kia thì bình thường. Có cái tầng số 4 thì có trích khó ấy, nhưng mà mình sẽ không đi nha mọi người. Chả hiểu sao mình cứ không thích đi cái trích khó của tầng số 4 ấy. Nào, qua, ok. Vậy là mình đã qua được cái trích khó của map số 2 rồi. Thế này thì cái top 1 chắc là về tay của các quân rồi. Top 1 về tay các quân rồi. À thế à. Cái bạn ở trên tầng 4 này, bạn ấy bị lag nha, chứ không phải là bạn ấy leo lên tầng 4 đâu. Bạn ấy bị lag mọi người. Đây, xin nhẹ cái top, xin nhẹ cái top, xin nhẹ cái top này. Còn một tầng nữa thôi, cái tầng cuối dễ. Ui trời ơi, sao toàn thế nhờ. Ôi mình đi lại đi. Cay thật sợ luôn ấy. Cái pha đấy mình vội vàng quá. Pha vội vàng quá, đáng nhẽ phải đợi một giây nữa thôi. Ừ, đợi đúng một giây thôi rồi nhảy là nó hợp lý hơn. Nhưng mà không, đã quân vội quá mọi người ơi. Giờ mình sẽ đi lại nha, mình sẽ đi lại cái đoạn map 5 nha. Mình vẫn sẽ nhảy như vậy nhưng mà lần này mình sẽ kiểu mình sẽ đợi chờ lại phút. Ok, lần này không cần phải đợi nhảy luôn. Vậy thì top 2 sẽ thuộc về cá quân nha. Top 1 á, top 1 là ai á, top 1 là gà nha, gà ni nha. Rồi. Thì video vừa nãy mình đã đi tất cả những trích khó của cái map mình quay lại được. Và mọi người thấy cái trình của mình có thụt nhiều không? Nếu mà thụt nhiều hay là không thụt nhiều thì mọi người cứ comment một cách là trung thực nhất đi. Đấy, tại vì mình không có buồn đâu, mình không có buồn đâu. Mọi người cứ comment thoải mái đi. Đấy, mọi người khen chê cái nào cứ comment thoải mái đi nha.
Rồi còn bây giờ thì bạn nào chưa đăng ký kênh, chưa like video thì làm luôn đi nha. Bye bye mọi người.